Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thế Anh và Yến Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cháy cơ sở kinh doanh đồ mỹ nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, một cụ bà bị ngạt khí, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cần Cẩu công trình đổ sập tại Bà Rịa Vũng Tàu, đè người đi xe máy tử vong. Một nông dân ở Quảng Nam trồng loại cây, đếm lá tính tiền, thu nhập khoảng 2 tỷ đồng một năm. 13 năm tù cho đối tượng trộm vali vàng ở Đồng Tháp. Hội diều Bá Dương Nội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tối qua một vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ hỏa hoạn đã khiến một cụ bà bị ngạt khí, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút, người dân sống trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ số 36 đường Cộng Hòa. Nhiều người dân xung quanh đã hỗ trợ dập lửa, đồng thời hô hoán để mọi người thoát ra khỏi khu vực bị cháy. Tuy nhiên, khu vực cháy có nhiều đồ vật dễ bén lửa nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cụ bà đang bị ngạt khí bên trong nên đã nhanh chóng chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Đến hơn 23 giờ 45 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Về tai nạn điện giật, chiều qua trong lúc gắn biển quảng cáo gian đường tỉnh 830 ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ba người thợ đã bị điện giật bất tỉnh. Khoảng 17 giờ 30 phút, tại một tiệm cầm đồ ở ấp 1 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, có ba người đàn ông hàng lắp bảng quảng cáo. Khu vực lắp bảng nằm gần đường dây điện trung thế nên xảy ra phóng điện khiến cả ba bị điện giật. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ba nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Bến Lức cấp cứu. Hiện cả ba đã tỉnh và qua cơn nguy kịch. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến nhiều khu vực ở huyện Bến Lức bị mất điện. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã sửa chữa xong và có điện trở lại. Vào lúc 17 giờ 10 phút chiều qua, tại cầu cửa lắp bắc qua sông Cỏ Mai, nối thành phố Vũng Tàu với huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một cần cẩu công trình thi công cầu cửa lắp 2, nghi đứt dây cáp đổ sập, đè người đàn ông đi xe máy tử vong. Thông tin ban đầu, cần cẩu đang thi công cầu cửa lắp 2 nằm song song với cầu cửa lắp bất ngờ đổ sập, đè trúng người đàn ông đi xe máy mang biển kiểm soát 72L23156 đi trên đường gian biển hướng từ huyện Long Điền về thành phố Vũng Tàu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trên cầu vào giờ cao điểm nên các phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tình trạng sạt lở lại tiếp diễn khi mưa đã xuất hiện tại một số địa phương. Ghi nhận tại Hà Tĩnh, vừa mới thông tuyến chưa lâu thì chiều qua, nhiều khối đất đá trên vách núi cao lại tiếp tục sạt lở, đổ ập xuống gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ 8A ở huyện Hương Sơn. Theo thông tin ban đầu, thì do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nhiều khối đất đá và cây cối từ trên vách núi cao lại tiếp tục bị sạt lở tràn xuống, phủ lấp bề mặt tuyến quốc lộ 8A tại khu vực cầu Eo Cô Gái, xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, kéo dài hàng chục mét. Sự việc đã gây ách tắc giao thông trên tuyến đường độc đạo đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở đất đá, không có người và phương tiện qua lại nên không có thiệt hại. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông ở hai đầu vị trí sạt lở, đồng thời tập trung xử lý khắc phục hiện trường sạt lở để sớm thông tuyến. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tâm lý, những người bạn bên cạnh có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các bạn trẻ. Đương nhiên, cha mẹ hoàn toàn không mong muốn sự ảnh hưởng đó theo chiều hướng tiêu cực. Nếu con đang chơi với những người bạn xấu và bắt đầu bộc lộ tính cách, thái độ không đúng chuẩn mực, cha mẹ cần có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Vậy cha mẹ cần làm gì khi con chơi với bạn xấu? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong câu chuyện cuộc sống sau đây.
Tình bạn là một phần quan trọng của cuộc sống. Đối với các bạn trẻ thì tình bạn có ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là trong thời gian đi học. Tình bạn giúp trẻ hòa nhập và tự tin hơn trong cuộc sống. Đối với trẻ vị thành niên, các em có niềm tin lớn vào mối quan hệ bạn bè vì giúp các em tự tin thể hiện cá tính, thấu hiểu và cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện bản thân. Cái tình bạn đẹp nhất của em hiện tại là cái người bạn em đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo tới bây giờ. Cái tình bạn này nó là một cái tiền đề để cho em có thể vượt qua mọi khó khăn, có người ở phía sau em bảo vệ em và cũng như là lắng nghe em nhiều hơn, khiến cho em cảm thấy rất là tích cực trong cuộc sống. Nó là bạn là người rất là quan trọng với em. Tình bạn thời thơ ấu là nền tảng để trẻ phát triển các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân trong tương lai. Hầu hết các tình bạn của trẻ theo từng độ tuổi đều rất trong sáng và đẹp đẽ. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn xấu ở xung quanh, ảnh hưởng không tốt tới thói quen, hành vi cũng như sức khỏe, tinh thần của trẻ. Các em ở độ tuổi mà phổ thông, nhất là tiểu học và trung học cơ sở thì các em chơi với nhau dễ bị ảnh hưởng với nhau nhiều. Và bạn bè càng thân á, thì càng dễ bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng ở nhau ở rất nhiều cái, kể cả mặt tích cực và tiêu cực. Thông thường, khi phát hiện con chơi với bạn xấu, cha mẹ ngay lập tức phản ứng mạnh, nghiêm cấm trẻ không được chơi với bạn đó. Thậm chí, vì lo lắng, nóng giận, không ít cha mẹ thường buông những lời chê bai bạn khiến trẻ tổn thương. Cái này thì bạn bè xấu thì có thể rủ con mình đi ra ngoài, đi chơi này, chơi game hay là tụ tập á. Thì thông thường trong trường hợp như thế này thì tôi sẽ không cho con tôi chơi với những bạn bè xấu như vậy. Thì khi mà con của tôi nó nhiễm phải cái thói hư tật xấu thì tôi sẽ phát hiện ra ngay. Tôi sẽ dạy cho con của mình cách mà chọn bạn tốt. Khi mà cha mẹ càng chê bai bạn của con mình thì con mình nó lại càng cố sức nó bảo vệ. Và thường là cái phản ứng sẽ ngược lại. Cái tác dụng nó sẽ ngược lại với những cái gì cha mẹ mong muốn. Cha mẹ nói là cấm không cho con chơi bạn này, hoặc là cha mẹ chê bai bạn của mình, con mình là chẳng hạn như là học dốt hay là không ngoan ngoãn, thì con mình thì nó lại ra sức bảo vệ bạn mình. Có nhiều người bảo rằng là mình ngăn cản con mà ngăn cấm hoài không được, thì thôi mình để cho nó trải nghiệm đi, nó trải nghiệm xong nó vấp ngã nó khôn hơn. Tuy nhiên thì tùy theo mỗi độ tuổi và tùy theo tâm lý của con. Không phải đứa trẻ nào muốn vấp ngã thì nó cũng có thể đứng lên được. Mà có những đứa trẻ là nó sẽ vấp luôn. Và cái điều rất là ảnh hưởng rất lớn đó chính là cái việc học của con. Vì học là một quá trình. Nếu ở một cái giai đoạn nào đó mà con ham chơi theo các bạn thì nó sẽ kéo theo rất là hệ lụy về sau này. Những tác động tiêu cực từ một tình bạn không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập cũng như tính cách và đời sống tương lai của các em. Do đó, cha mẹ có vai trò rất lớn trong việc nhìn nhận, ứng xử, chia sẻ cho con hiểu thế nào là tình bạn tốt và dạy cho con mình cách để chọn bạn tốt mà chơi là điều vô cùng quan trọng. Trẻ mới đi học rất là sợ bị cô lập. Đó là không có bạn bè nào chơi với mình. Cho nên trẻ đó có thể phải tìm đến bạn và nhiều khi lệ thuộc vào bạn rất là nhiều. Cho nên cha mẹ phải phát hiện ra con mình là có những cái điểm yếu thế đó, thì giúp thế nào để cho con mình thiết lập cái tình bạn và chơi với những cái bạn như thế nào để cùng hỗ trợ nhau trong học tập, cùng vui mà đem lại cái năng lượng tích cực cho nhau, chia sẻ cho nhau những cái điều vui, điều tích cực thì cha mẹ cần phải chia sẻ với con. Và lỡ như con mình chơi vào với cái nhóm bạn mà nó có những cái hành vi tiêu cực thì cha mẹ sẽ làm gì? Thì cha mẹ có thể chuyển hướng cho con bằng cách là mình có thể hướng cho con chơi những cái nhóm, hoặc là mình có thể là cho con đi học hoặc là tham gia vào các câu lạc bộ, các nhóm năng khiếu như võ thuật, thể thao, bơi lội hoặc là cờ vua vân vân. Thì những cái nhóm đó có cái tích cực thì giúp cho con có thể chuyển hướng để con có thể tách dần cái nhóm kia ra. Thì đó là một vài cái mà phụ huynh có thể làm, dù bận cách mấy cũng dành một chút thời gian để mình có thể trò chuyện với con hàng ngày. Và cái trò chuyện ở đây không phải là những cái bài học đạo đức, không phải là những bài lên lớp, mà hãy lắng nghe con nhiều hơn. Và đối với con đôi khi cũng không phải là hỏi thăm về học tập, mà cái vấn đề là chỗ là chúng ta có thể cùng con bàn về những cái chuyện mà con đang quan tâm,
qua đó thì mình sẽ lồng ghép những cái vấn đề về tình bạn, về những cái hành vi, những cái chuẩn mực trong cuộc sống cho con, thì nó nhẹ nhàng hơn và con dễ tiếp thu, tiếp nhận hơn rất là nhiều. Và khi đó con sẽ thấy là mình với cha mẹ mình là bạn, khi bàn bạc với nhau về những lĩnh vực đó rất là bằng với nhau thì con nó rất dễ trao đổi với mình. Thấu hiểu tâm lý của con chưa bao giờ là điều dễ dàng với cha mẹ, bởi việc dạy cho con chọn bạn như thế nào cho đúng và tốt nhất luôn cần dựa vào tính cách, môi trường sống, lứa tuổi và quan trọng hơn cả luôn là sự thấu hiểu của cha mẹ dành cho con. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý sau đây. Một nông dân ở Quảng Nam trồng loại cây đếm lá tính tiền, thu nhập khoảng 2 tỷ đồng một năm. 13 năm tù cho đối tượng trộm vali vàng ở Đồng Tháp. Hộ chiếu Bá Dương Nội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội đang ngày càng được sử dụng rộng rãi, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt phần mềm lắng nghe mạng xã hội SocialBit tích hợp AI để lắng nghe người dân, điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Phần mềm lắng nghe mạng xã hội thu thập dữ liệu từ một loạt các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và nhiều nền tảng online khác như các báo điện tử hay trang tin tổng hợp theo thời gian thực. Mục đích là để giúp các cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong việc tiếp nhận và hiểu rõ hơn về ý kiến và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về các hoạt động, các ý kiến đánh giá, đóng góp cho các chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật. Đồng thời đây cũng là kênh để nắm bắt các phản ánh của người dân về những vấn đề trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, cứ đến dịp 10 tháng 3 hàng năm, người dân và du khách khi đến với Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ được thưởng thức cà phê miễn phí nhân dịp kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột. Vâng, và năm nay thì cũng không ngoại lệ, thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã ban hành kế hoạch về việc triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí vào dịp này. Dù năm nay giá cà phê tăng cao nhưng số lượng quán tham gia phục vụ cà phê miễn phí sẽ không giảm so với những năm trước. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí tại chợ phiên Buôn Ma Thuột ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí trên toàn thành phố ít nhất là một ngày vào ngày 10 tháng 3. Danh sách địa chỉ các quán phục vụ cà phê miễn phí sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Chuyển sang ghi nhận về hoạt động đánh bắt hải sản của bà con người dân. Những ngày cuối tháng Giêng là mùa đánh bắt cá mai của người dân Khánh Hòa. Năm nay bà con ngư dân rất phấn khởi vì trúng đậm loại cá này. Ghi nhận tại làng chài Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, các ghe thuyền nhộn nhịp trở về với đầy ắp cá mai. Người dân làng chài thì tất bật giũ lưới, gỡ lưới, dính chi chít cá mai. Nhiều gia đình quy động hết các thành viên cùng nhau ra gỡ lưới, tạo không khí rộn ràng, hối hả đầu năm mới. Cá mai rất được thị trường ưa chuộng, có thể dùng làm chả, làm gỏi và nhiều món ăn khác. Nên đánh bắt được bao nhiêu đều được tiểu thương, bạn hàng thu mua hết, với giá bán trên dưới 60.000 đồng một ký. Trồng cây, đếm lá, tính tiền chính là công việc hàng ngày của anh Nguyễn Quang Định, ngụ tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người được mệnh danh là ông Quang trồng lá sương sâm ở địa phương này. Dân và không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá, mà việc trồng loại cây dại này cũng ổn định về đầu ra, đặc biệt càng nắng nóng thì càng hái ra tiền. Anh Định chia sẻ cây sương sâm thuộc họ dây leo, trước đây mọc dại ở đường núi. Ngày trước, người dân Quảng Nam thường đi tìm lá của cây này về làm thạch giải khát, nhưng ít có người đưa về trồng. Với quyết tâm làm giàu từ loại cây này, gia đình anh Định đã đầu tư hơn 3.000 mét vuông đất trồng cây sương sâm. Không dừng lại ở đó, sắp tới đây, anh sẽ tiếp tục đầu tư trồng thêm 2.000 mét vuông. Điều đáng nói, khoảng 10 năm trồng sương sâm, anh chưa bao giờ lo về đầu ra. Mỗi lần thu hoạch, khách hàng đến tận vườn thu mua với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng một kg. Vào những tháng nắng nóng,
Người dân có nhu cầu giải nhiệt, làm mát cơ thể nên sương sâm có lúc cháy hàng. Nói về bí quyết chăm sóc cây sương sâm, anh cho hay đây là loại ưa nước nhưng không nên tưới quá nhiều, tránh bị ngập úng. Lá đạt chất lượng thì khoảng 25 ngày sẽ thu hoạch một lần. Bình quân 500 mét vuông vườn trồng thu được 200 đến 300 kg lá. Với diện tích hiện tại thì một năm anh có thể thu được 20 tấn lá sương sâm, thu nhập khoảng 2 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và các lực lượng liên quan bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại xưởng giặt ở bệnh viện này. Đó là Đặng Thanh Vũ và Hoàng Hải Đức, cùng trú tại thành phố Đồng Hới. Mới đây tại xưởng giặt của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vũ đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của một công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Quá trình làm việc ở xưởng giặt, cả hai đã mua ma túy về cất giấu để sử dụng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. 13 năm tù là mức án mà Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt với bị cáo Trịnh Văn Phương, 39 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trong phiên xét xử sơ thẩm, Phương là người đã trộm vali vàng khi đến trông coi nhà nghỉ của bị hại. Phương và bị hại là BBH quen biết nhau qua mạng xã hội. Khoảng đầu tháng 6 năm 2022, Phương đến giúp trông coi nhà nghỉ của H tại phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, thấy H lên mạng xã hội livestream bán hàng và có đeo nhiều nữ trang nên Phương nảy sinh ý định lấy trộm vàng. Đến hơn 0 giờ ngày 25 tháng 6, canh lúc bị hại tháo nữ trang cất trong vali, sau đó sang một phòng khác ngủ, Phương đã lấy trộm vali rồi gọi điện cho chủ nợ đến mang vali vàng đi bán. Sau khi bán vàng và cấn trừ, chủ nợ đưa lại cho Phương 153 triệu đồng. Phương đã dùng số tiền này để tiếp tục trả nợ cho người khác. Sau khi lẩn trốn nhiều nơi, đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, Phương bị công an bắt theo quyết định truy nã. Qua định giá, tổng tài sản mà Phương lấy trộm có giá trị gần 947 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó có lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, hội diều, làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Thú chơi diều và lễ hội thả diều của làng Bá Dương Nội có từ rất lâu đời. Lễ hội thi thả diều truyền thống mỗi dịp tháng 3 về là lễ hội thả diều độc đáo duy nhất trên cả nước. Người dân làng Bá Dương Nội luôn tự hào và nỗ lực bảo tồn, phát huy thú chơi diều, nét văn hóa đặc sắc của làng quê. Thưa quý vị, thôn Ngãi Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai nằm ở độ cao 2.300 m, là thôn cao nhất Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng là một trong những điểm săn mây ấn tượng nhất, tuyết rơi dày nhất và ruộng bậc thang đẹp nhất của tỉnh Lào Cai. Ngãi Thầu Thượng là thôn người Mông, nằm trên đỉnh núi Machava, có khoảng 60 hộ dân đang sinh sống. Bà con nơi đây tự hào có 3 trong 1 là điểm ngắm mây đẹp nhất, nơi tuyết rơi dày nhất và ruộng bậc thang đẹp nhất. Mùa săn mây Ngãi Thầu Thượng kéo dài tới 6 tháng, từ tháng 11 đến tháng 4 dương lịch năm sau. Đến đây du khách có thể ngắm nhìn biển mây hết sức ấn tượng. Ngoài săn mây, những khi Lào Cai có tuyết, ngoài trừ đỉnh Phan Xipang thì đỉnh Machava và thôn Ngãi Thầu Thượng thường có tuyết rơi trước những nơi khác. Tuyết rơi dày đến 1 mét phải gần 1 tháng mới tan hết. Bên cạnh đó, đứng ở mũi đá Ngãi Thầu Thượng có thể phóng tầm mắt ngắm thung lũng thiên sinh, ruộng bậc thang, thèn bã, mênh mông, trải dài ngút tầm mắt. Tận dụng các thế mạnh về cảnh quan và bản sắc văn hóa truyền thống, đồng bào nơi đây đã cùng nhau làm du lịch cộng đồng để thu hút khách du lịch tới trải nghiệm. Còn vào thời điểm này thì hoa mai anh đào đang nở rộ ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plum, tỉnh Kon Tum, là một trong những địa điểm thu hút du khách gần xa đến check-in, đặc biệt là giới trẻ. Huyện Kon Plum, tỉnh Kon Tum hiện đang trồng nhiều loại hoa anh đào như bích đào, đào nhật tân, bạch đào, mai anh đào. Trong đó, mai anh đào có hơn 20.000 cây.
trải khắp địa bàn và tập trung nhiều nhất ở thị trấn Băng Đen. Vào dịp hoa đào nở rộ, mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách đến thị trấn Băng Đen để ngắm hoa và săn ảnh. Theo nhiều du khách, hoa đào nơi đây có màu đậm, hoa to, đặc biệt là mùi thơm của hoa. Sắc hồng của hoa mai anh đào xen giữa những cánh rừng xanh mướt tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ. Theo các nhiếp ảnh gia, thời điểm chụp ảnh hoa đẹp nhất là vào sáng sớm hoặc hoàng hôn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.